Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Chúng tôi xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show Nghệ sĩ với cung đàn số 20. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ các show Nghệ sĩ với cung đàn trong những chương trình vừa qua. Show Nghệ sĩ với cung đàn tiếp tục gửi đến quý vị khán giả của đài những tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của các anh chị em nghệ sĩ ở khắp nơi, với những nhạc phẩm mà quý vị đã từng yêu mến, cũng như những sáng tác của các nhạc sĩ sau này. Xin mời chị Hồng Vân giới thiệu tiết mục mở màn của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả của đài Lương Sài Gòn TV, để mở màn cho chương trình Nghệ sĩ với cung đàn show số 20 ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị trở lại với những kỷ niệm thân thương của quê hương Việt Nam mà thi sĩ Cẩm Nhung đã ghi lại qua bài thơ Trả lại cho tôi đã được nhạc sĩ Cao Minh Hưng phổ nhạc. Với làn điệu bolero phảng phất nét dân ca, từng ký ức tuổi thơ, từng khung trời kỷ niệm, từng khung cảnh thanh bình của quê hương đã được hiện lên với những yêu thương và lưu luyến mà chúng ta muốn được trở về tắm mình trong những ký ức ấy. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát đã được nhiều người yêu mến là ca sĩ Đặng Thế Luân sau đây.
cho tôi mong ước ngày dài. Áo trắng hồng xinh như cội đèn, theo bước bao đời mãi khắc ghi.